và Phương Hiếu xin kính chào quý vị đang đến với chương trình giới thiệu sản phẩm trên Lotte Đất Việt Home Shopping. Kính thưa quý vị, ngày nay khi mà chúng ta nhắc đến những chiếc điện thoại thông minh thì đã không còn xa lạ nữa đúng không ạ? Gần như là người người nhà nhà đều có nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho quý vị một lựa chọn rất tuyệt vời, một chiếc điện thoại thông minh đến từ Việt Nam thưa quý vị. Và đó chính là chiếc điện thoại thông minh 2 sim 2 sóng Vivas Lotus S2 đến từ VNVT thưa quý vị. Đúng vậy thưa quý vị, và đặc biệt hơn mức giá mà chúng tôi mang đến cho quý vị rất rất hấp dẫn trong chương trình này. Thưa quý vị, mức giá chính hãng của sản phẩm này đó chính là 1.590.000 đồng. Nhưng hôm nay trong chương trình này, mức giá đã giảm 400.000 đồng và chỉ còn 1.190.000 đồng cho điện thoại Vivas Lotus S2 đến từ thương hiệu VNVT thưa quý vị và các bạn. Rất hấp dẫn đúng không nào? Bên cạnh đó chúng tôi còn mang đến cho quý vị những phần quà vô cùng tuyệt vời trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là một thẻ nhớ 16GB tha hồ lưu trữ phim nhạc ảnh và một sim Vinaphone với những ưu đãi tuyệt vời từ nhà mạng. Và khi nhắc đến tập đoàn VNVT, đây là tập đoàn bưu chính viễn thông hàng đầu tại Việt Nam với 70 năm kinh nghiệm phát triển và gắn bó cùng với thị trường bưu chính viễn thông Việt Nam, chắc chắn là đã rất hiểu được cái nhu cầu sử dụng những cái thiết bị công nghệ và chắc chắn là cũng sẽ hài lòng là tất cả quý vị khi mà sở hữu chiếc điện thoại ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đặc biệt là VNVT Technology được thành lập vào tháng 1 năm 2011 là công ty con của tập đoàn VNVT, kế thừa nguồn lực và kinh nghiệm tích lũy từ 20 năm qua, đi tiên phong trong việc sản xuất và giới thiệu ra thị trường những sản phẩm thiết bị công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất. Và ngày hôm nay là quý vị đang đến với một trong những sản phẩm như vậy thưa quý vị, chiếc điện thoại 2 sim 2 sóng xanh điệu, nhỏ gọn, thời trang, đó chính là chiếc điện thoại Viva Bluetooth S2 ngày hôm nay. Vâng, và chắc chắn là nếu mà quý vị đang cầm trên tay chiếc điện thoại Viva Lotus S2 giống như Huỳnh Ngân và Phương Hiếu hiện giờ cũng sẽ rất là hài lòng thưa quý vị. Đúng vậy. Bởi vì cái vẻ ngoài của nó tinh tế, đơn đúng giản rồi, mà vô cùng thanh lịch đúng không ạ? Với hai màu ha. Đúng rồi, có hai màu để quý vị lựa chọn, màu trắng là trên tay Huỳnh Ngân đang cầm đây. Rất là trẻ trung, rất là thời trang. Đúng hoặc rồi, là màu đen thì cũng rất là cá tính và sang trọng thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì quý vị thấy phía sau mặt lưng của điện thoại có biểu tượng hoa sen rất là nổi bật và sang trọng, thể hiện cái dòng thương hiệu là Vivas Lotus của chúng ta. Đúng vậy. Tiếp theo đó thì quý vị thấy là cũng có sở hữu camera 5 megapixel quý vị nha. Wow, và cho chúng ta những cái tấm ảnh thật là chất lượng chính cùng xác với đèn flash để giúp quý vị có thể hỗ trợ quá trình là chụp ảnh thiếu sáng quý vị nha. Đúng rồi. Rồi còn mặt trước của điện thoại thì quý vị thấy rất là sáng đúng không ạ? Và đặc biệt là cảm ứng thì cũng rất là mượt mà. Bên cạnh đó thì để cùng kiểm chứng xem là cái nền màn hình IPS của chúng ta phát huy hiệu quả ra sao trong quá trình chúng ta sử dụng, Huỳnh Ngân xin mời quý vị cùng đến với một đoạn trailer phim hoạt hình rất là hot hiện nay. Wow, và quý vị thấy như thế nào ạ? Âm thanh thì rất là sống động đúng không? Và hình ảnh thì có cái độ chuyển từ tối sang sáng và với màu sắc thì hiển thị rất là sinh động, tươi mới. Ngay cả khi Huỳnh Ngân chuyển cái góc nhìn của quý vị như thế này đây ạ. Đây, quý vị thấy là chúng ta cũng vẫn nhìn rất là rõ nét và không có cái tình trạng là bị lóe lên hay là đổi biến màu giống như là một số những cái dòng sản phẩm khác. Thưa quý vị, và hẳn khi mà Quỳnh Ngân cho quý vị thấy là với màn hình IPS thì cái độ sáng của nó để chúng ta theo dõi và xem phim là như thế nào rồi. Tuy nhiên, hoạt động thì rất mượt mà quý vị xem nha. Đây, phía vuốt rất là nhẹ nhàng đúng không nào? Bên cạnh đó tích hợp trong chiếc điện thoại nhỏ gọn này màn hình 4 inch. Nếu quý vị nhớ không lầm thì với điện thoại màn hình kích thước chuẩn 4 inch chính là chiếc điện thoại duy nhất với kích thước này mà chúng ta có thể sử dụng trọn vẹn trong một tay thôi. Như vậy thì khi ra đường nằm gọn trong lòng bàn tay như thế này và những ngón tay của chúng ta với được tất cả các vị trí trên màn hình, chúng ta dễ dàng nghe gọi và thực hiện các thao tác còn lại hơn. Đó là điểm ưu việt thứ nhất. Điểm ưu việt thứ hai đó chính là việc chiếc điện thoại này được tích hợp hệ điều hành Android 4.4.2 thưa quý vị và các bạn. Do đó chúng ta dễ dàng sở hữu và theo dõi những ứng dụng nè, hoặc là những tích hợp trong đó, chipset đó chính là chip loại kép RAM 512, nhưng đặc biệt hơn được tích hợp sâu từ nhà mạng VNPT, cho nên là có những ứng dụng độc quyền trong đó mà với lượng RAM như thế này đã chạy mượt mà và chơi game rất là ổn. Để chứng minh cho quý vị thấy là với hệ điều hành cũng như tích hợp đồng bộ từ nhà mạng thì chiếc điện thoại này mượt mà như thế nào, phía cho quý vị xem chơi game nha. Đây, bắt đầu. Chúng ta thấy là màn hình như thế này thì rất là dễ để mình có thể là thoải mái chơi game ha, rất là sắc nét, rất là tươi mới và sống động. Wow. Khi mà nhắc đến việc là chơi game giải trí thì chúng ta cần nhắc đến cái kho ứng dụng rất là tuyệt vời của hệ điều hành Android 4.4.2 và đặc biệt đó chính là App Store riêng biệt của VNVT. Đúng vậy. Đây là cái App Store độc quyền quý vị nha, là một cái kho ứng dụng trò chơi rất là nhiều, từ là giáo dục nè, trò chơi giải trí cho đến là phim ảnh rồi sách
rồi thể thao, rồi du lịch, tất cả đều có trong đây hết. Chúng ta sẽ cùng vào ứng dụng Việt để quý vị cùng có một trải nghiệm nha. Đây, hoàn toàn là những cái ứng dụng đã được chọn lọc và Việt hóa. Tất cả đều bằng chữ Việt, phù hợp với văn hóa và sở thích của người Việt. Và xin nhấn mạnh với quý vị rằng là với App Store này chỉ có độc quyền trên những dòng điện thoại của VNPT Technology mà thôi. Mà Vivas Lotus S2 là một minh chứng thưa quý vị. Đặc biệt hơn, chúng tôi còn mang đến cho quý vị và các bạn ứng dụng Coi TV trực tuyến độc quyền nữa thưa quý vị và các bạn. Đó chính là TVOD thưa quý vị. Chúng ta có thể theo dõi được những kênh truyền hình miễn phí đến hàng trăm kênh truyền hình địa phương khác thưa quý vị và các bạn. Quý vị cùng xem nha. Ở đây sẽ tích hợp từ VTV nè, rồi VTC, An Ninh TV, Truyền hình Vĩnh Long, Hà Nội, vân vân và vân vân, để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi, cập nhật tin tức những chương trình giải trí phong phú hiện nay. Và không dừng lại ở đó, ngoài việc xem TV, chúng ta có thể dễ dàng xem phim, xem clip và xem âm nhạc rất là phong phú chỉ với ứng dụng riêng có trên Vivas Lotus S2. Quá là tuyệt vời luôn đúng không nào? Và Ngân tin chắc là ai cũng sẽ mong muốn có một cái tivi di động ngay đúng trong rồi. Lòng bàn tay của mình bất cứ nơi đâu. Và như vậy thì chúng ta sẽ không sợ bỏ lỡ những cái kênh truyền hình mình yêu thích. Bên cạnh đó thì với những ai yêu thích radio, chúng ta cũng có thêm một lựa chọn, đó là IP Radio. Và đây cũng là cái ứng dụng chỉ có trong dòng điện thoại của VNPT Technology thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn radio quý vị nha. Và đặc biệt là quý vị không cần phải đeo tai nghe, chúng ta có thể là nghe được radio mọi lúc mọi nơi. Đó. Nghe rất là rõ phải không ạ? Và làm việc và lướt web thì sao? Rất là hấp dẫn thôi. Chỉ cần truy cập vào lướt web quý vị phía đang mở cho quý vị thấy là trang web của lotte.đucviet.vn hiển thị rất rõ ràng và nhanh chóng. Như vậy thì chúng ta dễ dàng truy cập và không bỏ qua bất kỳ một trang web, mở ra cửa sổ để kết nối với thế giới đúng không nào? Hấp dẫn hơn nữa quý vị cùng xem, đó chính là việc mà chiếc điện thoại này được kết nối cả Wi-Fi, 3G và Bluetooth để chúng ta giữ liên lạc mọi lúc mọi nơi với những người thân yêu trong gia đình và bạn bè của chúng ta. Và nhắc đến cái điều đó thì Hồng Ngân cũng chia sẻ thêm cái tính năng gọi video call quý vị nha. Bởi vì sao? Chiếc điện thoại của chúng ta có camera trước và với cái chất lượng hình ảnh cũng sẽ giúp quý vị có thể là nhìn được những gương mặt thân yêu của những người thân của chúng ta ở xa nhau. Và bên cạnh đó thì một cái nhu cầu không thể thiếu của các bạn trẻ ngày nay đó là chụp ảnh. Rồi, ngay bây giờ Hồng Ngân sẽ có một cái tấm ảnh chụp Phương Hiếu ngay tại đây nha. Và mời quý vị sẽ cùng trải nghiệm. Wow, rất là tươi thưa quý vị. Đây, mời quý vị sẽ cùng xem hình ảnh của Phương Hiếu mà Hồng Ngân vừa mới chụp tức thì đây. Wow, và chúng ta cùng xem nha, ngay cả khi Hồng Ngân zoom lại thì như thế nào ạ? Wow, rất là sắc nét luôn thưa quý vị, zoom đến mức độ mà đây quý vị thấy là tươi không? Chọn cái tấm mặt như là chụp chân dung nhưng mà thật ra nãy Hồng Ngân chụp một cái bức tàn rất là xa như thế này. Đúng vậy, chất lượng hình ảnh rất ổn đúng không ạ? Camera 5 chấm lận mà. Wow, quá tuyệt. Như vậy thì quý vị thấy là một chiếc điện thoại vừa nhỏ gọn với hai màu sắc cơ bản để chúng ta lựa chọn là màu đen và màu trắng, mỏng, nhẹ, tiện lợi để chúng ta có thể cầm đi mọi lúc mọi nơi thưa quý vị và các bạn. Vậy thì còn điều gì nữa ạ? Đó chính là quà tặng vô cùng hấp dẫn mà chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên phải kể đến là thẻ nhớ 16GB thưa quý vị. Với thẻ nhớ 16GB chúng ta có thể lưu được cả ngàn bài hát, rất nhiều video clip và đặc biệt là lưu trữ danh sách và tài liệu chúng ta làm việc. Và còn bên cạnh đó một cái quà tặng hấp dẫn không kém đó chính là một sim điện thoại Vinaphone với ưu đãi cực khủng mà chúng tôi tin là quý vị sẽ cảm thấy rất bất ngờ với món quà hấp dẫn này. Và nếu quý vị có những cái thắc mắc về những ưu đãi của sim Vinaphone này thì quý vị cũng có thể liên hệ với tổng đài của chúng tôi để có thể được tư vấn. Và giờ đây thì quý vị ơi, chúng ta chỉ còn cách bộ sản phẩm hấp dẫn này một cuộc điện thoại thôi. Và xin nhắc lại mức giá hiện nay của sản phẩm này đã được giảm 400.000 đồng so với mức giá chính hãng quý vị nha. Một lần nữa xin được nhắc lại mức giá của chúng ta. Mức giá chính hãng là 1.590.000 đồng. Nay chúng tôi giảm cho quý vị đến 400.000 đồng. Mức giá mới trên Lotte Đức Việt chỉ còn 1.190.000 đồng. Và đừng quên quà tặng chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn rất hấp dẫn. Một thẻ nhớ lên đến 16GB thưa quý vị và các bạn. Bên cạnh đó là một sim Vinaphone tích hợp những ưu đãi tuyệt vời từ nhà mạng. Quý vị hãy gọi đến call center của chúng tôi để được tư vấn về những ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong chương trình ngày hôm nay nha. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi đang chờ đợi cuộc gọi đặt hàng của quý vị bằng cách là hãy nhấc điện thoại lên và gọi về tổng đài quen thuộc của chúng tôi theo số 0837756088. Chúng tôi sẽ tư vấn và giao hàng tận nơi cho quý vị trong thời gian sớm nhất trên toàn quốc. Hãy nhanh tay lên nào! Điện thoại 2 sim 2 sóng VNPT Vivas Lotus S2, niềm tự hào công nghệ Việt. Một sản phẩm của tập đoàn viễn thông uy tín VNPT, trẻ trung, hơi thượng, tính ứng dụng cao. Hai sim hai sóng online, kết nối 3G, Wi-Fi, Bluetooth. Liên lạc kết nối mọi lúc mọi nơi. Hệ điều hành Android 4.4.2 KitKat với kho ứng dụng khổng lồ giúp chiếc điện thoại trở thành trợ thủ đắc lực trong cuộc sống. Kết hợp kho ứng dụng chọn lọc V-Store giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn.
trải nghiệm những ứng dụng độc quyền từ VNPT, xem hàng chục kênh TV miễn phí trên TV OD, nghe radio trực tuyến với IB Radio và hàng trăm ứng dụng hấp dẫn khác. Quà tặng đi kèm giá trị thẻ nhớ 16GB cộng với SIM Vinaphone ưu đãi khủng như tặng cước hàng tháng, tặng SMS miễn phí, gọi miễn phí nội mạng, ưu đãi sử dụng 3G v.v. Chỉ có khi mua điện thoại VNPT VPass Bluetooth S2. Sở hữu ngay với mức giá hấp dẫn, hai màu lựa chọn, đen sang trọng hoặc trắng trang nhã, kèm phụ kiện sạc cáp micro USB và tai nghe, giá chính hãng 1.590.000 đồng, nay trên Lotte Đất Việt Home Shopping chỉ 1.190.000 đồng. Điện thoại VPass Bluetooth S2, điện thoại 2 SIM 2 sóng, sự kết hợp thông minh 2 trong 1, hỗ trợ tính năng 3G cực tốt, kết nối Wi-Fi cực nhanh. Ở bất cứ nơi đâu, bạn đều có thể thực hiện được cuộc gọi với khả năng bắt sóng cực mạnh. VPass Lotus S2 là chiếc điện thoại thông minh đến từ Tập đoàn Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. VNPT hiện là tập đoàn bưu chính viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, là nhà cung cấp dịch vụ đặt nền móng cho sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông tại Việt Nam. VNPT Technology được thành lập vào tháng 1 năm 2011 bởi tập đoàn VNPT, kế thừa nguồn lực và kinh nghiệm tích lũy sau gần 20 năm của các công ty liên doanh. VNPT Technology ngày càng khẳng định vị thế và vai trò của một đơn vị tiên phong trong nghiên cứu phát triển và sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Điểm ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào mặt trước của điện thoại VPass Bluetooth S2 là viền máy khá mỏng, khung sườn máy được mạ chrome sang trọng. Máy có hai màu là màu trắng bóng, sáng đẹp và màu đen nhám thời thượng. Máy có màn hình 4 inch, quý vị có thể dễ dàng sử dụng chỉ với một tay. Màn hình nền là IPS cho góc nhìn lớn, ngay cả khi xoay nghiêng. VPass Lotus S2 được sản xuất tại Việt Nam. Vì thế, VPass Lotus S2 hiểu được nhu cầu của người Việt. Bên cạnh cấu hình phù hợp, VPass Lotus S2 còn được cài đặt sẵn những ứng dụng độc quyền và được hưởng những ưu đãi khủng từ nhà mạng VNPT. Ứng dụng độc quyền xem truyền hình Internet của VPass Bluetooth S2 cho phép bạn xem truyền hình và các nội dung video theo yêu cầu như là phim, clip, âm nhạc, v.v. mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị. Đặc biệt, quý vị có thể xem gần 100 kênh truyền hình trực tuyến phổ biến như là VTV, SCTV, HCTV, VTC, VCTV, các kênh địa phương, v.v. hoàn toàn miễn phí. Kho ứng dụng VStore bao gồm những ứng dụng chọn lọc và có cả những ứng dụng được Việt hóa giúp bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, cài đặt và sử dụng dễ dàng hơn, ngay cả người lớn tuổi. Là một điện thoại dành riêng cho người Việt, nên VPass Lotus S2 đặc biệt chú trọng tới những trải nghiệm người dùng phù hợp với văn hóa, tập quán. Quý vị có thể dễ dàng xem những chương trình Việt Nam, nghe nhạc Việt Nam, nghe radio Việt Nam. Ngoài ra, với hệ điều hành Android 4.4.2 KitKat là hệ điều hành phổ biến hiện nay với một kho ứng dụng tuyệt vời cho bạn học tập, làm việc và giải trí đa phương tiện như là online, học tập, gửi mail, đọc báo, check mail, nghe nhạc, nghe radio thỏa thích hay là vào mạng xã hội cực nhanh. Sở hữu cả camera trước và sau cùng đèn flash đi kèm giúp bạn có được những bức hình tuyệt đẹp, hình ảnh sắc nét và trung thực. Camera trước giúp thực hiện những cuộc gọi video call, giúp thu ngắn khoảng cách với người thân ở xa. Khi sở hữu chiếc điện thoại VNPT VPass Bluetooth S2 trên Lotte Đức Việt Home Shopping, quý vị còn được tặng kèm một thẻ nhớ 16GB và một thẻ SIM Vinaphone với những ưu đãi cực khủng như là tặng cước hàng tháng, tặng tin nhắn miễn phí, tặng cuộc gọi nội mạng miễn phí, ưu đãi sử dụng 3G v.v. và v.v. Một thẻ SIM quý vị không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, chỉ được tặng kèm theo điện thoại VPass Bluetooth S2 trên Lotte Đức Việt Home Shopping mà thôi. Quá tuyệt vời phải không nào? Những điều hấp dẫn tuyệt vời trên chỉ có với VPass Lotus S2 đến từ thương hiệu VNPT mà thôi. Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy nhanh tay sở hữu chiếc điện thoại tuyệt vời này quý vị nha! Điện thoại 2 SIM 2 sóng VNPT VPass Lotus S2, niềm tự hào công nghệ Việt. Một sản phẩm của tập đoàn viễn thông uy tín VNPT, trẻ trung, thời thượng, tính ứng dụng cao. Hai SIM hai sóng online, kết nối 3G, Wi-Fi, Bluetooth, liên lạc kết nối mọi lúc mọi nơi. Hệ điều hành Android 4.4.2 KitKat với kho ứng dụng khổng lồ giúp chiếc điện thoại trở thành trợ thủ đắc lực trong cuộc sống. Kết hợp kho ứng dụng chọn lọc VStore giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn,
trải nghiệm những ứng dụng độc quyền từ VNPT, xem hàng chục kênh TV miễn phí trên TV OD, nghe radio trực tuyến với IB Radio và hàng trăm ứng dụng hấp dẫn khác. Quà tặng đi kèm giá trị, thẻ nhớ 16GB cộng với SIM Vinaphone ưu đãi khủng như tặng cước hàng tháng, tặng SMS miễn phí, gọi miễn phí nội mạng, ưu đãi sử dụng 3G, v.v. Chỉ có khi mua điện thoại VNPT Vivat Bluetooth S2. Sở hữu ngay với mức giá hấp dẫn, hai màu lựa chọn, đen sang trọng hoặc trắng trang nhã, kèm phụ kiện sạc cáp micro USB và tai nghe, giá chính hãng 1.590.000 đồng, nay trên Lotte Đất Việt Home Shopping chỉ 1.190.000 đồng. Huỳnh Ngân và Phương Hiếu xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình giới thiệu chiếc điện thoại Vivat Lotus S2 trong chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, khi đã nhắc đến chiếc điện thoại thông minh 2 SIM 2 sóng Vivat Lotus S2 thì chúng ta xin nhấn mạnh đây là sản phẩm của tập đoàn VNPT, tập đoàn bưu chính viễn thông hàng đầu của Việt Nam, mang đến cho quý vị sự hài lòng, an tâm khi mà sử dụng bởi vì uy tín và chất lượng được đảm bảo. Tuy nhiên, mức giá của nó thì cực kỳ hấp dẫn mà chúng tôi mang đến những ưu đãi chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mức giá chính hãng là 1.590.000 đồng cho chiếc điện thoại này. Hôm nay, quý vị đang theo dõi chương trình này được giảm 400.000 đồng và mức giá chỉ còn 1.190.000 đồng mà thôi. Hãy tận dụng ngay ưu đãi này để còn mang về cho mình những quà tặng hấp dẫn. Đó chính là một thẻ nhớ với dung lượng lên đến 16GB và một chiếc SIM Vinaphone với những ưu đãi về cuộc gọi, tin nhắn và truy cập 3G, thưa quý vị. Và đây xin thưa là một cái khuyến mãi cực khủng mà quý vị đừng bỏ lỡ nha. Đúng vậy. À, thưa quý vị, để mà có thể tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này thì chúng tôi xin chia sẻ trước hết đó là về vẻ ngoài vô cùng là sang trọng, thời trang với hai màu quý vị lựa chọn là màu trắng rất là tinh tế và màu đen thì rất là cá tính. Quý vị có thể là sở hữu tùy theo sở thích của mình. Bên cạnh đó là với tấm nền màn hình IPS 4 inch, cảm ứng thì rất là nhạy quý vị nha. Bên cạnh đó thì cái độ sáng màn hình rất là ổn định. Quý vị không sợ là bị chói mắt mỏi mắt khi mà chúng ta có thể là xem phim, xem clip trong một cái thời gian lâu. Và đặc biệt hơn nữa đó là với camera trước nè và camera sau đến 5 megapixel thì quý vị có thể dễ dàng lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng với người thân và gia đình của mình. Sở hữu trong nó là cấu hình chip loại kép RAM 512, thưa quý vị và các bạn. Tuy nhiên, vẫn đủ mượt mà để quý vị và các bạn có thể trải nghiệm những tính năng rất hấp dẫn riêng có trên dòng điện thoại Vivat Lotus. Sở hữu trong một chiếc điện thoại nhỏ gọn này chỉ với 4 inch, chúng ta dễ dàng cầm nắm trong lòng bàn tay như thế này và bỏ vào túi rất là dễ dàng, đúng không nào? Bên cạnh đó là sở hữu cho mình cấu hình chip loại kép đến 1GHz và RAM 512. Đặc biệt hơn, sự mượt mà còn thể hiện khi mà quý vị theo dõi ứng dụng đặc biệt có trên chiếc điện thoại này, đó chính là theo dõi TV, thưa quý vị. Đây là kênh truyền hình VTV3, kênh truyền hình Việt Nam và nhiều kênh truyền hình địa phương được tích hợp trong đây để quý vị xem đây như là một chiếc TV di động, mọi lúc mọi nơi đều có thể cập nhật những chương trình giải trí và tin tức hàng đầu. Ừ, quá là tuyệt vời luôn. Thay vì là mình cứ phải là đi mà tìm kiếm những cái kênh mà mình đang mong đợi thì gần như là cả 100 kênh truyền hình đều đã được tích hợp sẵn. Đúng vậy. Bên cạnh đó thì quý vị thấy với App Store đặc biệt của VNPT, thưa quý vị, coi như là dành riêng cho những dòng điện thoại của VNPT Technology thôi. Quý vị thấy có rất nhiều những cái ứng dụng vô cùng đa dạng và phong phú, hoàn toàn đã được Việt hóa bằng tiếng Việt và hoàn toàn phù hợp cho sở thích cũng như là cá tính của người Việt, quý vị nha. Đúng vậy. Bên cạnh đó chúng tôi muốn giới thiệu là tính năng IB Radio, thưa quý vị và các bạn. Với tính năng này, chúng ta dễ dàng lắng nghe những đài radio, những kênh radio từ địa phương đến trung ương để không bỏ qua bất kỳ một thông tin nào. Và hơn hết, với chiếc điện thoại này thì như đã chia sẻ, Internet nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, truy cập vào những trang web để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi những tin tức nè, kết nối bạn bè nè. Và đặc biệt hơn, do chiếc điện thoại này là hệ điều hành Android 4.4.2, cho nên quý vị ngoài truy cập trang web, chúng ta tải về những ứng dụng trong Google Play, thưa quý vị, để chúng ta tải về từ Facebook, Zalo hay là những ứng dụng khác để có thể giữ kết nối bạn bè mọi lúc mọi nơi. Và đặc biệt là với khả năng chụp ảnh rất là tuyệt vời, quý vị ơi, chất lượng hình ảnh tốt ha, và còn có hỗ trợ flash khi mà chụp thiếu sáng. Huỳnh Ngân ngay lập tức chụp ảnh xong có thể là truy cập vào các trang mạng xã hội mình đăng tải đang hình làm, ảnh, đúng không? Cập nhật hình ảnh và tin tức của mình mọi lúc mọi nơi cho cả thế giới cùng được biết luôn. Và bên cạnh đó là khả năng là gọi cuộc gọi video call nữa. Đúng rồi. Quý vị có thể kết nối với người thân, nhìn thấy mặt của bạn bè của mình cho dù đang ở cách xa nhau. Không thể không nhắc lại đến quý vị, đó chính là khả năng 2 SIM 2 sóng online, thưa quý vị. Với 2 SIM 2 sóng online thì SIM đầu tiên quý vị sẽ đặt đó chính là SIM của Vinaphone và khe SIM thứ hai quý vị dễ dàng lắp đặt vào đó, đó chính là những chiếc SIM điện thoại của các mạng viễn thông khác. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng nhiều SIM điện thoại trong một chiếc điện thoại này và chúng ta tận dụng những ưu đãi của nhà mạng, tận dụng những cái khuyến mãi, đúng không Quỳnh Ngân? Và hấp dẫn nhất đó chính là trong chiếc điện thoại này ngày hôm nay, khi mà sở hữu Vivat Bluetooth S2, quý vị được tặng ngay đó chính là một
chiếc thẻ nhớ 16GB. Với dung lượng lên đến 16GB thì quý vị dễ dàng tưởng tượng là hàng chục ngàn bài hát này, bên cạnh đó là hình ảnh, đoạn video clip hay là tài liệu được lưu trữ ở trong đó. Không thể không nhắc đến quý vị đó chính là việc được tặng một chiếc SIM Vinaphone với ưu đãi cực khủng. Và nhắc đến những cái ưu đãi này thì xin bật mí một chút thưa quý vị, đây là ưu đãi rất là hấp dẫn từ nhà mạng Vinaphone. Đúng quý vị có thể là ưu đãi cái cước cuộc gọi hàng tháng nè, cước tin nhắn hàng tháng và cả là cước truy cập 3G cũng được ưu đãi luôn. Và nếu quý vị muốn biết thông tin về gói ưu đãi cực khủng này, đừng quên liên hệ với tổng đài của chúng tôi để có được sự tư vấn cụ thể quý vị nha. Đúng vậy. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy điện thoại lên và gọi đến cho chúng tôi để sở hữu chiếc điện thoại với mức giá rất hấp dẫn thưa quý vị. Với sản phẩm điện thoại Vivat Bluetooth S2 ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn mức giá chính hãng là 1.590.000 đồng, đã là một mức giá cực hấp dẫn cho chiếc điện thoại này rồi. Nhưng khi theo dõi chương trình này, quý vị được giảm trực tiếp 400.000 đồng và mức giá mới chỉ còn 1.190.000 đồng mà thôi. Bên cạnh đó đừng quên món quà tặng hấp dẫn mà chương trình mang đến, đó chính là một thẻ nhớ 16GB lưu trữ rất nhiều dữ liệu và một chiếc SIM Vinaphone ưu đãi về cước gọi hàng tháng, về tin nhắn cũng như là về truy cập 3G thưa quý vị. Vâng, và chắc chắn sản phẩm ngày hôm nay là sản phẩm vừa chất lượng nè, vừa tiện ích, mang đến cho chúng ta mọi mặt từ nhu cầu giải trí, công việc cũng như là kết nối thế giới chỉ trong lòng bàn tay của chúng ta mà thôi. Vẻ ngoài thì vô cùng sang trọng và tinh tế, tại sao quý vị không ngay lập tức nâng tầm sở hữu của chúng ta bằng cách là gọi điện thoại ngay về tổng đài quen thuộc của chúng tôi để sở hữu chiếc điện thoại Vivas Lotus S2? Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ số điện thoại đúng không ạ? 0837756088. Chúng tôi đã sẵn sàng để tư vấn và giao hàng tận nơi cho quý vị trong thời gian sớm nhất trên toàn quốc. Hãy nhanh tay lên quý vị nha. Điện thoại hai SIM hai sóng VNPT Vivat Bluetooth S2, niềm tự hào công nghệ Việt, một sản phẩm của tập đoàn viễn thông uy tín VNPT, trẻ trung, thời thượng, tính ứng dụng cao. Hai SIM hai sóng online, kết nối 3G, Wi-Fi, Bluetooth, liên lạc kết nối mọi lúc mọi nơi. Hệ điều hành Android 4.4.2 KitKat với kho ứng dụng khổng lồ giúp chiếc điện thoại trở thành trợ thủ đắc lực trong cuộc sống. Kết hợp kho ứng dụng chọn lọc V Store giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn, trải nghiệm những ứng dụng độc quyền từ VNPT, xem hàng chục kênh TV miễn phí trên TV OD, nghe radio trực tuyến với IB Radio và hàng trăm ứng dụng hấp dẫn khác. Quà tặng đi kèm giá trị thẻ nhớ 16GB cộng với SIM Vinaphone ưu đãi khủng như tặng cước hàng tháng, tặng SMS miễn phí, gọi miễn phí nội mạng, ưu đãi sử dụng 3G v.v. Chỉ có khi mua điện thoại VNPT Vivat Bluetooth S2. Sở hữu ngay với mức giá hấp dẫn, hai màu lựa chọn, đen sang trọng hoặc trắng trang nhã, kèm phụ kiện, sạc, cáp micro USB và tai nghe, giá chính hãng 1.590.000 đồng. Nay trên Lotte Đất Việt Home Shopping chỉ 1.190.000 đồng. Điện thoại Vivat Bluetooth S2, điện thoại 2 SIM 2 sóng, sự kết hợp thông minh 2 trong 1, hỗ trợ tính năng 3G cực tốt, kết nối Wi-Fi cực nhanh. Ở bất cứ nơi đâu, bạn đều có thể thực hiện được cuộc gọi với khả năng bắt sóng cực mạnh. Vivat Lotus S2 là chiếc điện thoại thông minh đến từ tập đoàn công nghệ bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT. VNPT hiện là tập đoàn bưu chính viễn thông hàng đầu tại Việt Nam, là nhà cung cấp dịch vụ đặt nền móng cho sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông tại Việt Nam. VNPT Technology được thành lập vào tháng 1 năm 2011 bởi tập đoàn VNPT, kế thừa nguồn lực và kinh nghiệm tích lũy sau gần 20 năm của các công ty liên doanh. VNPT Technology ngày càng khẳng định vị thế và vai trò của một đơn vị tiên phong trong nghiên cứu phát triển và sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Điểm ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào mặt trước của điện thoại Vivat Bluetooth S2 là viền máy khá mỏng, khung sườn máy được mạ chrome sang trọng. Máy có hai màu là màu trắng bóng, sáng đẹp và màu đen nhám thời thượng. Máy có màn hình 4 inch, quý vị có thể dễ dàng sử dụng chỉ với một tay. Màn hình nền là IPS cho góc nhìn lớn, ngay cả khi xoay nghiêng. Vivat Lotus S2 được sản xuất tại Việt Nam. Vì thế, Vivat Lotus S2 hiểu được nhu cầu của người Việt. Bên cạnh cấu hình phù hợp, Vivat Lotus S2 còn được cài đặt sẵn những ứng dụng độc quyền và được hưởng những ưu đãi khủng từ nhà mạng VNPT. Ứng dụng độc quyền xem truyền hình Internet của Vivat Bluetooth S2 cho phép bạn xem truyền hình và các nội dung video theo yêu cầu như là phim, clip, âm nhạc, v.v. mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị. Đặc biệt, quý vị có thể xem gần 100 kênh truyền hình trực tuyến phổ biến như là VTV, SCTV, HCTV, VTC, VCTV, các kênh địa phương, v.v. hoàn toàn miễn phí.
khối ứng dụng VStore bao gồm những ứng dụng chọn lọc và có cả những ứng dụng được Việt hóa giúp bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, cài đặt và sử dụng dễ dàng hơn, ngay cả người lớn tuổi. Là một điện thoại dành riêng cho người Việt, nên Vivas Lotus S2 đặc biệt chú trọng tới những trải nghiệm người dùng phù hợp với văn hóa, tập quán. Quý vị có thể dễ dàng xem những chương trình Việt Nam, nghe nhạc Việt Nam, nghe radio Việt Nam. Ngoài ra, với hệ điều hành Android 4.4.2 KitKat là hệ điều hành phổ biến hiện nay với một kho ứng dụng tuyệt vời cho bạn học tập, làm việc và giải trí đa phương tiện như là online, học tập, gửi mail, đọc báo, chat mail, nghe nhạc, nghe radio thỏa thích hay là vào mạng xã hội cực nhanh. Sở hữu cả camera trước và sau cùng đèn flash đi kèm giúp bạn có được những bức hình tuyệt đẹp, hình ảnh sắc nét và trung thực. Camera trước giúp thực hiện những cuộc gọi video call, giúp thu ngắn khoảng cách với người thân ở xa. Khi sở hữu chiếc điện thoại VNPT VPAD Bluetooth S2 trên Lotte Đức Việt Home Shopping, quý vị còn được tặng kèm một thẻ nhớ 16GB và một thẻ SIM Vinaphone với những ưu đãi cực khủng như là tặng cước hàng tháng, tặng tin nhắn miễn phí, tặng cuộc gọi nội mạng miễn phí, ưu đãi sử dụng 3G v.v. Một thẻ SIM quý vị không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, chỉ được tặng kèm theo điện thoại VPAD Bluetooth S2 trên Lotte Đức Việt Home Shopping mà thôi. Quá tuyệt vời phải không nào? Những điều hấp dẫn tuyệt vời trên chỉ có với Vivas Lotus S2 đến từ thương hiệu VNPT mà thôi. Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy nhanh tay sở hữu chiếc điện thoại tuyệt vời này quý vị nha! Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì chiếc điện thoại đã không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta nữa. Nó đáp ứng những nhu cầu vừa nghe gọi, vừa giải trí, học tập, vui chơi, nghe nhạc, xem phim ở trên đó. Và chiếc điện thoại Vivas Bluetooth S2 ngày hôm nay đến từ thương hiệu VNPT Technology, là một công ty con thuộc tập đoàn VNPT, tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam. Đó chính là những cam kết và bảo chứng cho sự thành công về những ứng dụng được tích hợp độc quyền trong chiếc điện thoại này để mang đến cho quý vị và các bạn chẳng những nhu cầu nghe gọi, hai SIM, hai sóng tận dụng những ưu đãi khác, mà bên cạnh đó còn là những thông tin được Việt hóa, những ứng dụng mà người Việt chúng ta cần để giúp cho cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn. Và hấp dẫn hơn là ngày hôm nay chẳng những mang đến cho quý vị một chiếc điện thoại mà chúng tôi còn mang đến những món quà tặng rất hấp dẫn và mức giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Vâng, và xin thưa với quý vị là chiếc điện thoại rất là hấp dẫn này của chúng ta, cái mức giá chính hãng cũng đã rất ưu đãi, đó là 1.590.000 đồng. Nhưng nay xuất hiện lần đầu tiên trên Lotte Đức Việt, chúng tôi giảm cho quý vị 400.000 đồng, mức giá mới chỉ còn 1.190.000 đồng. Và đặc biệt hấp dẫn nằm ở phần quà tặng của chương trình hôm nay, chúng tôi tặng cho quý vị một thẻ nhớ 16GB và hấp dẫn nhất chính là chiếc SIM Vinaphone. Thưa quý vị, với chiếc SIM này thì chúng tôi mang đến cho quý vị ưu đãi về tin nhắn, về cuộc gọi cũng như là cước 3G hàng tháng, rất khủng quý vị nha, đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu quà tặng hấp dẫn ngày hôm nay. Cho nên còn chần chừ gì nữa mà không làm mới chiếc điện thoại của mình hay là một món quà tặng dành cho người thân và bạn bè, gọi điện thoại đến cho chúng tôi theo số tổng đài quen thuộc ở số 0837756088. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và giao hàng tận nhà quý vị trên toàn quốc trong thời gian sớm nhất nha. Và nếu như quý vị muốn theo dõi lại thông tin của chiếc điện thoại này cũng như là theo dõi các sản phẩm tiện dụng khác trên Lotte Đức Việt Home Shopping, hãy truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.lotteducviet.vn và chúng tôi sẵn sàng chào đón để phục vụ quý vị. Và đến đây thì thời lượng dành cho phần giới thiệu chiếc điện thoại Vivas Bluetooth S2 cũng xin được khép lại tại đây. Phương Hiếu và Quỳnh Ngân xin chào và hẹn gặp lại. Đặt hàng nhanh chóng qua tổng đài 0837756088. Thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Giao hàng trong vòng 3 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đổi hàng miễn phí trong vòng 7 ngày cho sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng 0837756088 hoặc truy cập website www.lotteducviet.vn.